Hôm nay vùng nóng sẽ tập trung chính ở khu vực miền Đông thôi, còn với miền Tây thì sẽ chịu nóng hơn. Như ở tại Cần Thơ hôm nay, quý vị sẽ có một ngày tương đối dịu trong giai đoạn này. Trời nắng đang xanh mây, nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 32 độ, tức là có giảm nhẹ 1 độ so với ngày hôm qua. Khoảng thời gian quý vị cảm thấy mát mẻ trong ngày sẽ dài hơn. Từ bây giờ cho đến 10 giờ, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 26 đến 29 độ. Và từ sau 16 giờ trở đi, không khí lại thêm thoáng đẳng và dễ chịu. Không chỉ ở Cần Thơ, trong hôm nay nhiều nơi ở miền Tây thì cũng đỡ nóng hơn hẳn. Như ở tại Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh hay là Rạch Giá với mức nhiệt không quá 32 độ ít điểm sẽ cảm thấy nóng như là ở Vĩnh Long hay là Vị Thanh với mức nhiệt 33, 34 độ. Còn xích lên miền Đông Nam Bộ nóng hơn, hầu khắp các nơi như là ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Đồng Phú, Phước Long với mức nhiệt dao động trong khoảng 35, 36 độ nắng nóng. Thời gian nóng sẽ là từ 11 giờ đến 16 giờ, chỉ riêng Vũng Tàu sát biển 31 độ dễ chịu hơn cả cũng có lợi thế là có biển xung quanh. Thành phố Phú Quốc hôm nay cũng là một ngày dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá là 32 độ. Về tối và đêm thì trời mát mẻ khoảng 26 độ. Thời tiết các vùng biển cũng êm ả thuận lợi cho các hoạt động du lịch và các hoạt động đánh bắt. Ở khu vực quanh quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và cả quần đảo Côn Đảo thì ngày hôm nay trời có nắng, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió cấp 3, cấp 4, độ cao sóng dưới 1m50.